Xin chào các bạn, iPad của mình hiện đang được cài iOS 5 và bây giờ mình xin trình bày một số cái điểm mới trên cái phiên bản iOS 5 dành cho iPad này. Thì cái điểm mới đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ngay khi mở máy lên đó chính là một màn hình có chữ iPad thay vì cái màn hình có cọng cáp và cái biểu tượng iTunes bắt chúng ta phải kích hoạt máy. Thì ở trên iOS 5 có một cái điểm mới mà Apple gọi là PC Free, cho phép bạn kích hoạt và đăng ký iPad hoặc là iPhone với Apple không cần dùng lên máy tính. Mọi chuyện sẽ được thực hiện thông qua kết nối Wi-Fi. Bây giờ mình sẽ xin kích hoạt và đăng ký iPad. Màn hình tiếp theo đó là hiển thị các dòng chữ xin chào, tương tự như trên Mac OS X. Ngôn ngữ có sẵn đó là sẽ chọn sẵn đó là tiếng Việt. Mình sẽ chọn tiếng Việt. Và tiếp theo sẽ là một màn hình để chọn quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ. Mình chọn Việt Nam. Đến phần chọn mạng Wi-Fi. Thì đây sẽ là cái mạng cho phép kích hoạt máy. Và màn hình tiếp theo đó là lựa chọn thiết lập một cái iPad mới hoặc là phục hồi nó từ iTunes hoặc là từ dịch vụ iCloud. Mình sẽ chọn Setup as new iPad. Và màn hình tiếp theo đó là đăng ký với Apple ID. Nếu bạn chưa có Apple ID thì bạn phải đăng ký một cái tài khoản này thì mới có thể sử dụng được. Tiếp theo đó là cài đặt iCloud, dịch vụ đám mây của Apple. Dịch vụ này sẽ cho phép bạn đồng bộ danh bạ, rồi lịch làm việc, rồi hình ảnh, nhạc, sách, vân vân với dịch vụ của Apple. Và nó sẽ được đẩy đến các thiết bị khác qua kết nối không dây và gần như là tức thời. Tiếp theo đó là Find My iPad. Ứng dụng cho phép bạn tìm lại iPad khi bị mất hoặc thất lạc. Như vậy là đã xong. iPad đã sẵn sàng để sử dụng. Start using iPad. Và đây là màn hình chính của iPad chạy iOS 5. Thì ở trên màn hình chính này các bạn sẽ thấy một số cái biểu tượng mới, ví dụ như là quầy bàn dành để lưu trữ các báo hoặc là tạp chí mà bạn tải về từ App Store. Thứ hai đó là Reminders, mục nhắc nhở. Và thứ ba đó là phần tin nhắn, Apple gọi là iMessage. Thì đây sẽ là ứng dụng giúp bạn gửi tin nhắn, hình ảnh hoặc là văn bản tới những thiết bị khác chạy iOS như là iPhone hoặc là iPod Touch qua mạng Wi-Fi hoặc là mạng 3G. Ứng dụng nghe nhạc ở trên iOS 5 được Apple thiết kế lại và nó được đổi tên thành Music thay vì iPod. Biểu tượng cũng được làm mới. Cái biểu tượng này nó giống biểu tượng ở trên iPod Touch. Và đây là giao diện của trình nghe nhạc, khác hoàn toàn so với iOS 4. Ở phía dưới, góc dưới bên trái có một nút Store cho phép bạn truy cập vào gian ứng dụng gian nhạc trực tuyến của Apple và mua nhạc. Trong phần setting thì iOS 5 có sẵn cái tính năng là Multitasking Catcher, cử chỉ đa tác vụ. Bạn sẽ không phải kích hoạt nó qua Xcode nữa mà nó được tích hợp sẵn vào trong iOS 5 rồi.
Ở phía cột bên trái đó là chúng ta có một mục cài đặt iCloud dịch vụ đám mây. Ở đây sẽ cho phép bạn đồng bộ thư, danh bạ, lịch làm việc, lời nhắc, trình duyệt web, ghi chú, vân vân. Ứng dụng Twitter, mạng xã hội này. Mạng xã hội này được Apple tích hợp sâu vào trong iOS 5. Cài đặt tin nhắn. Nhạc. Hình nền trên iOS 5 bản beta này chưa có hình, hoặc là bị lỗi, hoặc là Apple chưa cho hình nền, nhưng mà chắc là đang bị lỗi. Không biết là iOS 5 có hình nền gì mới so với iOS 4 không. Cập nhật phần mềm thì đây sẽ là cái mục cho phép bạn cập nhật phần mềm qua giao thức OTA, tức là không dây. Nhưng mà ở đây là mạng wifi của mình quá chậm để sử dụng cho nên không thể sử dụng được. Âm thanh. Trợ năng. Bàn phím. Bàn phím ở trên iOS 5 có một mục là phím tắt. Cái mục phím tắt này sẽ cho phép bạn thiết lập những cái phím tắt. Ví dụ như là OMW thì nó sẽ hiện ra chữ là on my way. Để thêm phím tắt thì bạn bấm vào thêm phím tắt và viết cụm từ. Ví dụ như oh my. Lưu đó, như vậy là mỗi lần bạn bấm chữ OMG thì sẽ hiện ra dòng Oh my god. Xin thử nghiệm. OMG. Đó. Tiếp theo đó là Safari. Safari ở trên iOS 5 có một số tính năng mới. Điển hình là ba tính năng. Đó là danh sách đọc, Reading list. Thứ hai đó là reader và thứ ba đó là tab. Các tab ở trên Safari dành cho iOS 5 được quản lý tương tự như trên Safari cho máy tính. Bạn sẽ có thể mở tối đa là 9 tab. Chuyển qua loại giữa chúng. Và tắt bằng dấu X. Bây giờ mình sẽ xin thử nghiệm cái tính năng Reader. Khi bấm vào đây thì sẽ duy nhất chỉ có văn bản hiển thị. Quảng cáo và các dòng chữ khác sẽ biến mất, chỉ có chữ để mình đọc thôi. Tiếp theo đó là quản lý thông báo. Để mở cái phần quản lý thông báo ở trên iOS 5 thì bạn vuốt từ trên đỉnh máy xuống sẽ xuất hiện một cửa sổ. Nhưng mà ở đây mình chưa có thông báo nào cho nên nó không hiển thị gì cả.